hôm trước thì mình trả lời câu hỏi và mình trả lời hết đây, hết 8 câu hỏi của sách này, còn một câu hỏi của tôi chưa trả lời, chưa có chốt dán xuống đây. Bạn lợn mới xuất hiện thì đọc lại câu hỏi để chút xíu trả lời. Khó chịu trả lời đó, chờ con vô con trả lời. Câu hỏi dài là câu hỏi dễ. Còn câu hỏi mà ngắn là câu hỏi rất dễ. Cái tiết này dần già rồi còn có mấy người ha. Thì không ai theo nổi hết. Sơn pháp chưa vận hành kỳ ở nhiều người, chưa lỡ ơi. Trong Phật học luôn nói là chúng ta không có thật sự tồn tại mà chỉ là từng khoảnh khắc khác na mà thôi, cho nên chớ bám víu vào cái không có thực tồn này, tức là cái bản ngã đó. Tuy nhiên bằng kinh nghiệm thường tình ta thấy có một cơ thể từ nhỏ rồi lớn hơn rồi trưởng thành, trong một giai đoạn thọ mạng nó thực tồn và không hề tan biến. Vậy sự thật tồn trong giai đoạn là một chúng sanh cố định nào đó, thì cái hiểu ngã liệu có tồn tại trong một giai đoạn đó hay không? Thậm chí ở một chúng sanh ta còn thấy những đặc tính đặc thù mà chỉ duy nhất có ở chúng sanh đó mà thôi, không thấy ở những chúng sanh khác điểm độc đáo ấy. Vậy cái gì chịu trách nhiệm duy trì sự độc đáo của chúng sanh đó để tạo nên sự khác biệt rõ thấy so với chúng sanh khác? Nếu sát na tâm là liên tục sanh diệt và không có cái ngã nào, thì rồi ai hay cái gì chịu trách nhiệm với cuộc sống của một chúng sanh ở cấp độ cõi giới vĩ mô chứ không xét ở cấp độ sát na vi mô? Đây nó hơi bị tiếc một xíu, nó hơi bị hơi khó hiểu một xíu, nhưng mà chắc là hiểu hết mà đúng không? Thấy câu hỏi này có lại chi không thầy? Sao? Để phân tích câu hỏi. Mà đọc hiểu không vậy?
Hiểu, thứ nhất là hỏi là có cái cũ ngã tồn tại trong một giai đoạn mới hay không. Cái thứ hai là cái gì chịu trách nhiệm duy trì sự độc đáo của chúng sanh đó để tạo nên sự khác biệt so với chúng sanh khác. Nếu như mà không có Ông ba cái chi là hữu còn ngã trí dưới nữa thì cái kìa. gì, hiểu không? Nếu không có hữu ngã thì là cái gì? Tức là ở đây người ta không có khẳng định là có cái hữu ngã. Đây này, Người ta hỏi. tức là người ta nêu lên một cái thắc mắc, người ta nêu một thắc mắc thôi. Đúng rồi, hãy tóm gọn đi đi. Túm gọn lại là có cái hữu ngã trong một giai đoạn thực tồn hay không? Nếu không phải cái hữu ngã tạo sự khác biệt giữa các chúng sanh thực tồn thì là cái gì? Đó là một sự hoài nghi. Đó là một sự hoài nghi như vậy. Tại vì tôi sấn vô tôi học hồi trước tôi cũng suy nghĩ vậy đó. Tóm lại là nó như thế, còn diễn ra là nó quản diễn thì nó ra cái câu giống như trên để mà người ta hiểu rõ. Quý vị học Phật học quý vị phải suy tư và phê phán nó nhiều ha, chứ không thôi á quý vị học á bằng cái niềm tin thôi chứ không phải bằng cái trí tuệ. Là dĩ nhiên là cái hạnh nguyện của mỗi người nó khác nhau. Trí tuệ người ta đi 4 A Tăng Kỳ, ấy niềm tin thì đi 8 A Tăng Kỳ thì cũng được, không sao hết. Rồi nếu gì không có biết tin gì luôn, cũng không có trí tuệ gì luôn, chỉ siêng ăn như trâu như bò thôi, rồi cày cuốc các kiểu thì cái đức bộ lên nữa 16 A Tăng Kỳ thì được hết rồi. Nhưng mà thôi, chỉ thấy bộ 4 A Tăng Kỳ là đuối lắm rồi, chứ đừng chờ thêm nhiều vậy đó. Đó là cái quan niệm tôi thôi. Còn nếu mà quý vị nào mà thấy mình tin là đủ rồi, hoặc là mình siêng là được rồi thì nó dài ra xíu. Nó kinh khiếp lắm con. 4 A Tăng Kỳ đại kiếp, 4 A Tăng Kỳ đại kiếp với 100.000 đại kiếp Bồ Túc là nó kinh khiếp lắm. Một đại kiếp được mô tả là một ngọn núi đó, cao 16 giờ tuần, rộng 16 giờ tuần, dài 16 giờ tuần, đổ đầy hạt cải 100 năm, lụm hạt 100 năm, lụm hạt lụm tới hết hạt cải trong cái kho núi, cái quả núi vuông như vậy. Đó là hết một đại kiếp, 100.000 đại kiếp của Túc đó, cộng với 4 A Tăng Kỳ kiếp, kiểu như vậy. Là không biết bao nhiêu trái đất này, không biết nổi, tính bằng thọ mạng trái đất thì cũng không đó đó điếm nổi. Nên tôi đi theo cái hướng phát triển trí tuệ cho nó nhanh. Mà mình thấy khổ cũng nhiều đủ rồi, thấy khổ nhiều quá rồi. Mà ai sinh ra trong cái thời của Đức Phật Gautama đó, Sakyamuni, thì có cái hơi hướng của trí tuệ, tuệ phân tích nó nhiều hơn.
đó là cái tôi bắt gặp trong một cái bài giảng của sư Sáng Nhiên, sư nói như thế chứ không phải của tôi không khám phá ra được cái điều đó. Thầy ơi, cái điều đó là sư Sáng Nhiên đọc trong tâm tạng đó thầy. Có thể tại không ai hỏi ổng ngài lấy ở đâu, người ta chỉ Tức ngồi là nghe ổng, không. người ta chỉ ngồi nghe ổng nói thôi. Trong cái phần ổng dạy về Abhidhamma hay là Vipassana đi bên miếng gì đó, ổng có nói về cái đặc tính trong cái thời kỳ của Đức Chứng Đẳng Chánh Giác Gautama đó là một bậc đại trí tuệ đó, thì các cái học trò của ngài đó có hơi hướng theo cái chủng tánh đó của ngài, cho nên sinh vào trong cái thời của ngài để học cái giáo pháp của ngài, chứ không phải là một vị Phật khác với một cái ước nguyện khác. Ví dụ ai biết lúc mà quý vị ước nguyện về tinh tấn chẳng hạn, quý vị trở thành đệ tử ruột của Đức Messiah sau này thì sao? Đó lúc đó chắc chắc tôi chỉ ra tôi học thôi, tôi chỉ ra tôi học thôi. Chứ tôi thấy tinh tấn tôi ngán lắm, thế tôi học nổi không hỏi kiểu hành tinh tấn, tại vì thọ mạng lúc đó dài lắm, cứ tinh tấn từ từ không sao hết. Tuổi thọ tới 84.000 tuổi mới chết nữa. Sống gì điên cuồng mà tới đó còn lâu lắm, cho nên thôi ráng mấy tuần năm 3.000 vậy đó, cái mình nên trời ở đừng ở đất nữa. Nhớ cái câu đó có hỏi trong cái thời đi Sài Gòn trong cái đêm trăng ở thành Đầu Đà bán Đầu Đà. Rồi có chưa? Có câu trả lời chưa? Câu này rất là quan trọng. Mình học đó, mình lại có cần có nên những cái sự suy tư như vậy để mình tránh rớt vào trong những cái niềm tin đó, nó đơn thuần lắm. Cái niềm tin nó đơn thuần lắm, mà cái niềm tin đơn thuần như vậy nó dễ đổi thay lắm quý vị. Ví dụ như quý vị tin ai, quý vị thương ai mà quý vị không có hiểu gì trơn á, không có hiểu người đó hết. Cái ngày đẹp trời mình thấy ủa sao người này khác quá vậy ta, rồi thế là bỏ người ta đi ra chỗ khác. Mình không có cái sự hiểu biết. Khi mà mình có sự hiểu biết, có sự tìm hiểu thật là thâm sâu vô bên trong rồi đó, những cái khúc mắc, những cái thắc mắc của mình nó được đặt ra rồi, được tháo gỡ, được đặt ra, được tháo gỡ, cái mình thấy trời vĩ đại gì đâu á, hay gì đâu á, mà nó tuyệt vời gì đâu á. Mình đi thâm nhập vào trong cội nguồn bên trong được, và mình học là mình phải liên tục có những cái câu hỏi như vậy, mình đối chiếu bên đây, mình đối chiếu bên kia. À, để mình tìm ra được những cái điểm mà nó hay như thế trong cái sự lý giải tất cả những cái thứ xung quanh mình. Mà dĩ nhiên là cần cái rất là quan trọng là cần cái câu hỏi, cần cái sự khúc mắc á. Còn mình học mà mình không có khúc mắc, không có gì hết, mình sẽ thấy mình xung đột như cây tre vậy đó, nó cứ tẹt 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 đi tới. Chắc là tại vì phước mình nhiều, mình học nhiều rồi mình không có khúc mắc. Có những người có tánh tín họ mạnh á, thì họ họ học Phật học xong cái họ dễ dính chùa lắm. Nếu như người ta dính nhà đó thì họ dính chùa, trả trả cái nợ chùa. Đó là một cái tổ chức tôn giáo ha, và mình phải rất là nhận chân rõ ràng cái điều đó, chứ không thôi là mình dính vô đó là chết luôn. Thì giống như con chiên ở nhà thờ thì bây giờ trở thành con nhang của nhà chùa. Mà nếu mà mình tin một cách nó mù quáng mơ hồ kiểu như vậy á,
cái đời sau mình không biết, mình không biết mình có cơ hội tu nữa không, tại vì nhiều khi cái niềm tin mình nó mạnh quá, đời sau ra rớt vô trong cái tổ chức Hồi giáo IS với niềm tin cao thượng dành cho đấng Allah đó, rồi ôm bom đánh chỗ này chỗ kia đó, là rồi chết luôn. Nó đi theo cái gì mà mình được quân tập á, cho nên phải rất là cẩn thận và thường suy tư để mà cái thường nghiệp thiện của mình bây giờ nó hỗ trợ cho cái sanh nghiệp thời cận tử nó được tốt đẹp. Ok, đi nãy giờ vẫn vẫn vòng 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 rồi đó, trả lời đi. Câu trang như vậy nó rất là dễ, nó rất là dễ làm cho mình thấy rằng nó đúng mà ta nó nói rất hợp lý, điểm này hợp lý, điểm kia hợp lý, điểm nó hợp lý, nhưng mà nó không có hợp lý, nó không có hợp lý. Phải đi vô và xé ra rồi xét vô, đó là một suy nghĩ thường tình mà nó rất bất hợp lý, là bởi vì không có một cái sự hiểu biết rõ ràng đầy đủ sâu sắc cho nên mới thấy như vậy. Và mình rất là dễ thỏa hiệp với một kẻ thấy mà nó mơ mơ hồ hồ như vậy, rồi cái mình đưa đến một cái kết luận mơ mơ hồ hồ như vậy không suy tư đó là chết liền, là chết liền, cái đó là điên đảo đó nha. Chết thêm 2 phút thì nghỉ nữa. Cái câu này thì không có liên quan gì tới cái bài vở cái chương này hết ha, để nó là mới để sau này lại đó, đặng cho mấy bận không có học cái chương đó thì vô nhào vô thì cũng biết ha, cũng có thể xử được. Nếu như không có liên quan tới cái chương này nhưng mà nó liên quan đến hết tất cả các chương luôn á.
Rồi lợn có không? Con đang đánh này ơi. Ừ, đang đánh hai rồi đánh đi. Tính vô ngã, các đặc tính của vô ngã phủ định lại thành đặc tính của ngã, có được không là chưa hiểu mình. Cái đầu của con là không, không có cái hữu ngã nào trên, đã không có rồi làm sao có một giai đoạn thực tồn được, mà tất cả chúng ta hiện hữu đều chỉ là danh sách liên tục sanh là diệt, sanh là diệt thôi. Rồi biết rồi, tâm người gồm gì biết rồi, biết rồi. Rồi bây giờ con biện minh một cách sáng rõ như thế nào cho cái con mới vừa nói, vì con đang phủ định lại cái câu hỏi của người khác, thì mình phải chứng minh được rằng cái câu của mình nó đúng, cái câu người khác nó sai, thì phải giải thích được cho người ta thấy được cái sai của người ta để người ta không dính vô cái đó nữa, chứ không phải là dính vô nữa, con hiểu không? Là phải giải thích cụ thể ra hơn thế này. Ừ, phải giải thích như sao, có nghĩa là người ta bị sai lầm chỗ nào rồi cái của mình nó đúng là đúng ở chỗ nào, đó là cái luận triết học đó. Đúng bốn chữ là nó sai. Nên mình phải thấy rõ hai cái đó mới được, chứ không đó là mình sẽ bị dính vô như vậy đó. Tức là bởi vì con đang học thôi, con nghe thì nói vậy vậy vậy, rồi đọc sách thấy vậy vậy vậy, cho nên con tin vậy vậy vậy, chứ không phải là bằng một cái sự lý luận hiểu biết của con. Cái đó nó sẽ chóng mất đi. Ok, để con lý luận. Năm khía cạnh vô ngã, nhớ rồi, nhớ cái khía cạnh của vô ngã. Cái đó mình làm rõ ra thêm nữa, mình làm rõ ra thêm nữa, bởi vì người ta đang bị mù mờ ở cái khái niệm vô ngã và cái khái niệm ngã, và ở đây là người ta đang bị mờ như vậy, tức là nó có một cái lằn ranh giữa hai cái hàng này, nhưng mà người ta không có thấy được cái lằn ranh đó, cho nên là từ cái hữu ngã đó người ta lấn qua bên cái bản ngã, đã lấn qua bên cái vô ngã luôn. Thì như vậy mình phải rạch cho người ta một cái lằn ranh rất rõ ràng, rồi mình nói với người ta rõ rằng là cái mà du gọi là hữu ngã hay cái bản ngã đó thực chất là cái gì đó, và người ta lầm tưởng cái đó đó thành cái ngã. À,
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đó, đó. Tức là bây giờ nè, mà là tất cả chúng ta ai cũng cũng thấy rõ ràng rằng là u chúng ta có một cái cơ thể này, có một cái rất là riêng chúng ta. À, có một cái rất là riêng chúng ta, và cái điểm riêng của chúng ta đó đó thì nó khác biệt mỗi người và người luôn. Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng rằng ủa, có cái chi đó nó quyết định cái sự riêng biệt đó của ta với của người đó. Vậy nếu mà nói là vô ngã không có cái gì hết thì ai cũng giống ai rồi, ai cũng giống ai như vậy làm sao được, nó phải khác nhau chứ. Phải đi vô tháo ra cho người ta cái đó, chứ không người ta lập luận như thế đó là ôi chúng sanh như nhau, một đứa thành Phật cả bầy thành chung. Không phải, không phải như vậy, thì người ta đang bị dính về cái khái niệm bản ngã hữu ngã đó với cái khái niệm vô ngã, và dĩ nhiên là cũng sẽ dính ở trong cái thế giới không có phân biệt được hai cái thế giới vĩ mô và thế giới vi mô của cái cấp độ cõi giới và cái cấp độ của sát na, thì người ta bị dính vô trong đó, ta không có phân định được, bị mù mờ à. Cho nên mình phải tháo ra những chỗ đó là người ta thấy rõ ràng. Mà bởi vì sở dĩ người ta không thấy được như vậy là bởi vì người ta không có học một cách nó đầy đủ, hoặc học đầy đủ rồi nhưng không liên kết thì nó lại để lý giải một vấn đề, cho nên đó là người ta sẽ dừng lại cái chỗ là ủa sao kỳ vậy ta, sao mình thấy kỳ vậy ta đó. Cái chỗ nào kỳ kéo đầu cái chỗ kỳ đó ra cắt bỏ từng cái kỳ một, cắt từng cái một. Như cái bước đầu của mình á, là tức là mình chỉ ra, tức là bây giờ họ đang đặt cái mâu thuẫn cho mình, thì bây giờ mình phải chỉ ra cái mâu thuẫn của họ, xong rồi cái mình đi giải quyết cái mâu thuẫn của họ luôn, tức là rốt ráo. Là có cái chi đó chút xíu này, thì lại quăng lên đi ha. Dạ thầy. Ừ, nghe. Dạ không con dạ. Con dạ là con quăng lên hả? Con đang đánh. Ừ, đánh rồi.
thấy có nhiều quá, là tôi qua tôi coi rồi. Chúng sinh nhỏ lớn lên để phát triển sức phát, phát các hết tâm nghiệp gì việc à, sinh nghiệp chúng dân quả dân uẩn quả đó, cái gì tâm quả sắc nghiệp sinh lên đúng. Mỗi chúng sinh có sinh nghiệp khác nhau, dẫn đến tâm khác nhau, đây là hồi nhỏ, đây là nào, đây là mình chuyển cái nhỏ để tạo nên sự khác biệt của chúng ta, chúng ta kia, đúng rồi, à, rồi rồi đó bắt đầu gõ gõ ra xíu rồi đó, bắt đầu gõ gõ ra xíu rồi đó, lần một lần làm kỹ à, những cái đó nữa là cái gì ổn đó, Rồi, những cái chỗ này mình phải làm rõ rồi cho anh ta nè, là coi như là được nè. Sự khác biệt, sự khác biệt, nghĩa, giờ đâu? Sự biến đổi trong chính ta, sự biến đổi trong chính ta cũng diễn ra giữa hai điểm này, nếu chỉ hiểu thì ghi nhận sự thật đó và đi tìm hiểu sao lại đi chụp nói rằng đó là do bởi ngã lại thấy đơn để thừa thân ngã, thân ngã rất phổ biến và bất ngờ chính xác trong liên hệ. Rồi tôi ghi ra, phân tích ra bốn cái thứ mà mình cần phải làm rõ cho người ta đó, rồi các vô xem coi hiểu không, tức là giải quyết bốn cái thứ này á thì người ta sẽ rõ ràng về cái câu ở trên. Được không, thấy nó rõ ràng hơn chưa? Người ta sai thì đúng không thầy? Không, mình phân tích cái điều người ta hỏi ra và người ta nên
hỏi như thế này, nó chính xác hơn là cái mơ mơ hồ hồ của người ta, cho nên người ta sẽ bị che khuất. Mình chưa có trả lời gì đúng không? Đó, mình chưa trả lời, mình phân tích trước, mình phân tích trước rồi mình mới trả lời. Tức là mình đi trả lời là mình đi trả lời câu hỏi của mình chứ không phải đi trả lời câu hỏi của người ta. Tức là bạn 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 hỏi đó thì được rồi đó, tôi hiểu bạn hỏi cái gì, nhưng mà bạn không hiểu là bạn đang hỏi cái gì, cho nên bạn ráp dây cà với dây muống với nhau, cho nên là bạn rối mù hết. Bạn nên hỏi như thế này: cái nét đặc thù, cái nét riêng biệt của chúng sanh tại một cái thời điểm hoặc một đoạn thời gian á, là tôi thấy là có thật, là chính xác, là không thể che khuất được, và cái đó là do cái gì tạo nên. Bạn chỉ nên hỏi như thế, bạn đừng quy chụp rằng cái đó là do ngã, bạn quy chụp cái bụp vô đó rồi bạn không đi ra được, tức là tự bạn cuột dây, bạn vô cái cây rồi bạn chết rồi đó thôi. Bạn phải đặt câu hỏi là cái đó do điều gì làm nên, chứ không phải là do cái ngã làm nên. Bạn kết luận luôn vậy rồi còn gì nữa, tức là bạn dính vào trong cái câu mà bạn đang quăng ra để bạn câu, hiểu chưa đó không? Đó, cho nên rất cẩn thận, mà chúng ta rất là dễ đặt một cái câu hỏi giống như bên trên vậy đó, nó rối mù luôn, và cái dây này chồng qua dây kia, cái mình không có nhận ra là cái thằng nào là đầu dây mối nhở hết trơn á, cái mình quy chụp này là thằng kia là nọ luôn rồi. Mà vốn dễ bởi vì phần khái niệm trong đó mình không có hiểu, vì sự không hiểu của mình đó, cho nên mình đặt câu hỏi một hồi là nó rối nùi luôn, mà mình cũng không hiểu mình đã hỏi cái gì luôn. Rồi cái người nghe phải hiểu được người ta đang bị cái gì rồi tách ra cho người ta đó, thì trả lời bằng phân tích. Rồi cái quan niệm về ngã, bản ngã hữu ngã đó với cái vô ngã là cần phải phải phân biệt và làm rõ để tránh rớt vô ngụy biện. Cái ý thứ hai này đó là làm sâu hơn cho người ta luôn, những cái người mà người ta dùng ngụy biện để binh vực cho cái vô ngã, người ta dùng ngụy biện để binh vực cho cái vô ngã và trả lời bằng lý thuyết cho cái vô ngã, cho nên khi mà trả lời bên vực bằng ngụy biện nó thành tựu được, và nó làm cho cái người mà hiểu theo kiểu hữu ngã đó họ không có cãi được nữa, tức là bởi vì họ cùn cái ý tưởng thôi chứ không phải là họ bị thuyết phục, thì cái người mà trả lời bên vực cái vô ngã bằng kiểu ngụy biện như vậy đó thì thành ra không xài được. Thành ra không xài được nghĩa là sao? Tức là cái người mà binh vực cái vô ngã bằng ngụy biện cứ như vậy, họ đầy ngã, họ đầy ngã thì họ binh vực cái vô ngã để làm gì? Chứ là không có một cái giá trị nào hết cho chính cái sự tu tiến của họ, về lâu về dài về xa xôi về viễn. Mà cái điều này á, nó nhiều lắm, nó rất là nhiều luôn, cho nên ở đây ghi thêm cái điều đó để mà cẩn thận, tại vì tôi nghe rất là nhiều cái gì vô trong cái vô ngã tướng, rồi nghe cái sư giảng, rồi bên vực cái vô ngã, trời ơi nó trơ trẽn, nó trơ trẽn, nghĩa là nói gì cũng nói được nữa, tức là không có một sự thuyết phục nào hết á, tức là mình bên vực theo cái kiểu như là lấy cái quyền lực, rồi lấy cái sự biết của mình, lấy cái sự học của mình ra để mà áp chế người khác thôi, thì mình lấy cái vô ngã về làm gì? Trong khi đó mình đem cái hữu ngã mình ra để mình lấy cái vô ngã về thì cũng như không à, cũng như không thể, không có nên như vậy, là bởi vì mình không đi được vào trong cái khái niệm về ngã và cái khái niệm về vô ngã, nên mình bên vực rồi mình lấy về làm sao cũng được luôn, cái mình lấy về rồi ngã cục cục vậy đó thì cũng như thật mà. Chứ là đó là cái dính chấp vào trong cái thói quen thường tình, cái thói quen thường tình đó nó rất là nguy hiểm. Rồi cái hậu kế tiếp nữa là sự khác biệt giữa chúng sanh này và chúng sanh khác là do đâu? Chưa biết thì chỉ nói là có khác biệt, sao lại vội cho là đó do bởi bản ngã? Hay chúng ta rất là quen như vậy, tức là chúng ta vội kết luận lắm, mà kết luận nó rất quớt à. Ok là nó khác đó, dù có cái hoài nghi, dù có cái ghi nhận đó là nó đúng đó, và chỉ dừng lại là ghi nhận thôi, đừng quy chụp, ghi nhận đó. Không biết học biết cho biết, không hiểu hỏi, đừng vội quy chụp chết, cái vô kết luận luôn à, vô nguyện hoài nghi cái vô kết luận gì hỏi chi nữa đó. Vậy thì sự khác biệt cái chúng anh chúng sanh này và chúng sanh đó là do bởi đâu? Và chúng ta kết luận cái bụp luôn là do bởi bản ngã ha.
Xong rồi cái bản ngã mỗi người mỗi khác, cho nên là mỗi người sẽ khác nhau. Đó, Tây phương là họ dính vô cái này kinh khiếp lắm, họ dính vô cái này kinh khiếp lắm. Họ tôn trọng sự khác biệt, chứ là tôn trọng cái bản ngã của mỗi người đó. Thậm chí họ còn đi tìm cái bản ngã đó, nó họ đi chứng minh tồn tại cái bản ngã đó nữa, mới ghê vậy đó. Rất là nhiều luôn. Thì cái thói quen thường tình đó, và mình phải đi làm cho rõ cái nguyên nhân gây ra thói quen thường tình cũng như vậy luôn, thì thấy là nó rõ, nó sáng ngời ngời luôn ở đó, là không có bị mù mờ nữa khi mà mình giải quyết cái câu hỏi số 3 cho người ta. Câu hỏi cái ý thứ hai nãy là mình giải quyết cho các sư khi mà giảng về kinh Vô Ngã Tướng, thì bên vực bằng ngụy biện cho cái vô ngã thì thành ra là nó có ngã cho ta. Cái ý thứ ba á, là mình làm rõ cho cái tụi phương Tây khi mà nó bên vực cái bản ngã, và cái đó là một cái thói quen thường tình, và mình chỉ ra được nguyên nhân của cái thói quen thường tình đó cho người ta luôn. Sau khi mà đã mình đã phân biệt được ngã và vô ngã ở trên cái thứ hai. Cái thứ tư là sự biến đổi trong chính chúng ta cũng diễn ra giữa thời điểm này và thời điểm khác. Đó, đây, cái này là một cái ý để mà nó nối kết với cái bước tiếp theo, là cái bước mà quy nạp trở lại, tức là gom trở lại để trả lời câu hỏi sau khi đã phân tích. Nó liên kết với cái bước đó để người ta thấy và thực chứng bởi chính người ta luôn. Sự biến đổi trong chính ta cũng diễn ra giữa thời điểm này và thời điểm khác. Nếu chưa có hiểu thì ghi nhận sự thật đó và đi tìm hiểu là tôi hôm qua có khác với cái tôi hôm nay, và bạn phải có được cái sự quan sát đó. Sao lại quy chụp cho rằng đó là do bởi ngã của ta? Tức là hồi nãy giờ ở trên rất là đặc thù ha, tức là ở chúng sanh, ở mỗi người, la 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 cái kiểu rất là tổng quát. Tới cái ý thứ tư này là dẫn về chính mình, cho cái người mà đặt câu hỏi đó người ta chiêm nghiệm. Người ta chiêm nghiệm cái điều này, người ta ghi nhận chỉ cần một vế đầu thôi là mình đi giải quyết được trọn vẹn hết toàn bộ luôn. Còn nếu như cái người này mà họ chưa có từng chiêm nghiệm về nơi chính bản thân họ thì khó lắm để giải quyết. Thì lúc này mình nên giải quyết bằng cách im lặng. Là cái thứ tư này là cái thăm dò để mình biết là mình nên giải quyết cho cái người đó tại cái thời điểm này hay chưa, cho người ta chiêm nghiệm cái sự biến đổi đó trong chính người ta ở mỗi một cái thời điểm như thế. Thì nhắc nhớ là nếu chưa hiểu thì ghi nhận đó, đi tìm hiểu, đừng vội quy chụp là bởi do ngã. Lại cái thói quen đổ thừa cho ngã, thói quen này rất phổ biến, bóp nghẹt chúng sanh trong sự luân hồi. Khi phân tích bốn cái ý này ra thì quý vị có thấy là nó rõ ràng cho cái câu hỏi ở trên của người ta chưa? Thấy còn cái điểm gì ở trong cái câu hỏi của người ta trên mà chưa được làm rõ? Nếu như chỉ trả lời bốn câu này thì là làng lên. Đúng, tức là người ta đổ thừa cho ngã thì nó là thừa hằng bất biến mà. Cái số mạng, cái định mệnh, cái linh hồn nó thừa hằng bất biến á. Cho nên là đây, ngu là lại quằn ngu thôi, mèo lại quằn mèo thôi, họ khỏi phải tu chi cả. Tức là cái đó nó là một nguyên nhân sâu xa, nó dẫn đến một cái diễn trình dài lâu của sự luân hồi không dừng dứt. Tức là bình thường mình thấy là mình chấp nhận một cái ngã đó, nó rất là dễ, chỉ nói tôi có cái bản ngã của tôi, chỉ một câu như thế thôi. Mà khi mà sau này về cái mặt suy luận luận lý để mà nó đi tiếp tục nữa đó là nó kinh khiếp lắm, vì chỉ có một cái ngã đó thôi, vì chỉ có cái bản ngã này thôi, cho nên tôi phải chăm chút cho nó, tôi phải thương yêu nó, tôi phải lo lắng cho nó, tôi phải thế này thế kia cho nó, tôi phải đua chen với người nọ người kia cho nó, cho một cái gì đó không có tồn tại mà chúng ta cho nó quyết liệt luôn, cho liên tục luôn, cho mênh mông luôn, cho không dừng nghỉ luôn, và không có cái ý niệm để vượt ra nó và xem xét lại là nó có thực tồn không,
hay là nó chỉ là một ảo tưởng thôi và chúng ta đang nuôi dưỡng một cái ảo tưởng giống như vậy đó, thì chúng ta thấy là kinh khiếp lắm, khỏi khỏi tu tu tập gì chứ, khỏi tu tập gì hết. Cho nên là từ một cái chuyện rất là nhỏ nhưng mà nó ảnh hưởng rất là lớn, đó là lý do làm sao mà mình phải đi giải quyết nó một cách nó sáng rõ và nó sâu sắc, chứ không thôi nó mình dính vào trong đó mà mình không có hay, mà mình không có hay rồi là ngồi từ 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 thế nào là mình cũng cũng hốt hè cái tôi đó. Vâng. Cái bản ngã, cái tôi, cái linh hồn đó. Nhưng mà mình phải hiểu là cái tôi mà người ta nói tới đó là cái gì nữa, tức là đó cũng chỉ là một cái khái niệm chế định để gọi tên thôi. Cho nên người ta cũng nói cái tôi đó, chứ người ta không dính vô ngã. Ê, xin lỗi, không dính vô ngã mà người ta hiểu được cái vô ngã. Và mình cũng nói cái tôi đó là mình có ngã có cục. À, như vậy thì cái từ để gọi tên đó nó không có ý nghĩa gì hết, mà cái quan niệm về một cái hệ thống kèm theo đối với cái từ đó thì nó rất là quan trọng. Giống như hôm hôm mình học luận lý mình nói đó, ví dụ như một cái từ logic nói ra với một cái người mới vừa học qua về cái định nghĩa logic, thì họ mường tưởng thì có nhiêu đó thôi, nhưng với cái người mà người ta đã học logic rất nhiều năm tháng rồi nói logic, khi mình nói lên cái định nghĩa logic thì người ta hiểu rất là sâu sắc và am tường bên trong luôn. Ờ, thì nó cũng như vậy thôi, nó cũng như vậy đó. Đúng rồi, đó đó, tức là họ chấp nhận có một cái ngã bên trong họ như một đứa trẻ đang được nuôi dưỡng, áp vào bên bên trong của mình á, thì cái người ta phải lý giải là cái ngã của tôi nó còn nhỏ bé, nó còn non nớt, bây giờ phải nuôi dưỡng, phải chăm sóc cho nó để nó có sự trưởng thành. À, người ta vẫn có cái quan niệm như vậy, thì vẫn là cái quan niệm dính vào cái hiểu ngã. À, và cái đó thì nhiều lắm, ví dụ như cái quyển mình ấy, cái gì đó, cái gì đứa trẻ bên trong bạn gì đó, lập lập la đó, thì đó, mấy cái đó nó rất là nguy hiểm luôn. Tức là bởi vì người ta không có hiểu được cái bản chất bên trong, cho nên người ta quy chụp cho cái ngã, bởi vì nó đã quá quen thuộc và nó đã trở thành một cái gì đó mà nó phổ biến ở trong nhân loại rồi. À, từ nuôi dưỡng đứa trẻ bên trong bạn, trong lân cương đó. Cho nên nó là khi mà mình có cái chánh kiến á, cái thấy hiểu biết sân chánh, thì mình học cái gì, mình đọc cái gì, mình cũng không có sợ, mình không có ngán, mình không có sợ, mình rất không có, mình có sự phê phán rất rõ. Còn khi mà mình không có một cái chánh kiến, mình đọc cái gì nó cũng sợ hết trơn, mình đi đâu cũng sợ, mình nghe ai nói cũng sợ hết trơn á. Sợ rớt trong đó không có hay, rớt trong đó không có hay, mà hãy rớt vô rồi bước ra không có được. À, nó là một cái mạng lưới thiên la địa võng như thế, nó nguy hiểm lắm. Cái tôi trong quan niệm mà người ta mà không bị dính, không bị dính vào cái bản ngã, thì thực chất nó là cái chi, cái tôi nó là cái tâm mới có, hoặc là cái gì cũng mê cũng dính. Khi mà người ta nói cái tôi của cái người này lớn quá, cái tôi của cái người này lớn quá, khi mà cái người mà người ta có học Phật học á, thì người ta hiểu rằng đây cái tâm này, cái tâm hợp tà nó rất là mạnh, hợp tà kiến á, hiểu không, cái tâm mà hợp tà kiến nó rất là mạnh, cái sự cố chấp của người ta rất là nhiều, vì cái cố chấp vào trong một cái sai, tức là nhìn sai chấp lầm nó là tà kiến, thì lúc này cái tâm mà hợp tà kiến này rất là mạnh, mà tâm mà hợp tà kiến rất mạnh thì trong khi đó là tâm gì, trong khi đó là tâm gì, tâm hợp tà kiến là tâm gì lớn. Tâm hợp tà kiến là tâm gì? Trời, biết rồi, những người ta bất thiện rồi cũng không trả lời tâm bất thiện nữa thiệt chứ. Vậy phải trả lời vô sáu luôn là tâm gì? Đó là tâm tham. Đó là bốn cái tâm tham hợp tà. Và trong khi đó mình biết được, khi mà người ta nói cái tôi đó, đó là mình biết ngay cái tôi đó là nó đang bị dính cái gì, nó là trạng thái của cái tâm gì, là biết rõ như vậy đó.
đó là học Phật học để mình xác định như vậy. Trước cái ngôn ngữ thế tình đó là mình hiểu được bên trong nó là cái gì, cội nguồn nó là cái gì, chứ không phải mình dính trên cái hình tướng của cái chữ đó à, rồi theo cái hố thường của người ta nói là coi như mình chết luôn trong đó, là ra không được. Ừ đúng rồi, trong khi đó mình phải hỏi con người ta hợp tà theo kiểu gì nữa, hợp tà mà người ta vui sướng hay là hợp tà mà người ta bình thản. Hợp tà mà người ta vui sướng đó là có thọ hỷ, có thọ hỷ. Trong bốn tâm hợp tà đó là có hai tâm thọ hỷ, hai tâm thọ xả. Hai tâm thọ hỷ đó là một tâm hữu trợ, một tâm vô trợ. Thì mình thấy là cái sự phản ứng của người ta trước một cái tôi mà vui thích với cái điều đó, đó là hợp tà, mà có niềm vui là thọ hỷ rồi đó. Hoặc là mình coi người ta đó là hữu trợ hay là vô trợ, tức là người ta là mặc nhiên như vậy đó, mặc nhiên như vậy thì mình biết rồi, cái này nó vô trợ là rất là mạnh, rất là mạnh. Còn hữu trợ là từ cái sự đốc thúc suy ngẫm của người ta, hoặc là từ ai đó nói cho người ta ghi theo như vậy, thì đó là hữu trợ. Tức là mình phải xét đó ngay tại cái thời điểm đó là cái tâm gì nó khởi lên trong khi đó kèm theo ra sao. Thì lúc này là mình hiểu một cái phần hiệp thế mà người ta sử dụng bằng cái công cụ của siêu thế, thì lúc này mình không có bị dính vào trong đó nữa. Tức là nó chỉ là một trạng thái tâm khởi lên thôi, hiểu không? Rồi mình trở về với bốn cái ý này. Khi mà tách ra bốn cái ý này á thì quý vị dễ dễ dàng trả lời, quý vị dễ dàng trả lời. Nhưng mà để câu hỏi có nụ ở trên á thì quý vị không có trả lời được, cho nên là những cái câu kiểu như trên á nó dính rất nhiều cái phép ngụy biện khác nhau đó, mà dính vào ngụy biện toàn là điên đảo không á. Thường lạc ngã tịnh mà ở đây dính là ngụy biện ngã. À, giống như ở cái lần nào đó mà My có hỏi là bản chất của tất cả những cái câu hỏi nguyên điện kiểu như vậy là gì đó, tức là người ta đang cố gắng gán ghép để mà nó dính vào trong các cái niệm về tứ điên đảo đó, là ngã tịnh để mà người ta hỏi tâm tưởng và là kiến điên đảo đó. Nhưng cái ba cái thằng đó nó làm cho tâm, làm cho tưởng, làm cho kiến của chúng ta bị điên đảo. Rồi khi xét vô từng cái câu ở trong này, từng cái ý trong bốn cái ý này đó, thì chúng ta bắt đầu đi trả lời nè. Quấn 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 số để cho nó dễ. Một cộng bốn cộng, tức là đi giải quyết cái bốn bốn cộng này. Cái thứ nhất là lấy đặc thù nhưng điều cũng chiến sanh thực tồn những giai đoạn thời gian có thiệt không che khuất được, và cái đó thì không phải là do bởi hữu ngã. Vậy thì cái sự khác biệt riêng biệt đặc thù của một chúng sanh thực tồn trong một cái cõi giới ở một cái thời điểm nào đó là do cái gì chi phối, do cái gì chi phối? Rồi. Rồi nhờ vô trả lời nè, cái này câu 1 nè. Chị tối. Rồi, nghe đây câu 1, câu 1, câu 1. Câu này là dễ hơn câu kia rất nhiều, nó đã rõ ràng rồi, hỏi góc độ siêu thế rồi. Chúng ta đã hết giờ. Ghi bốn câu này lại đi nha, về làm rõ. Gửi câu trả lời cho tôi. Ghi bốn cái câu này lại, về làm rõ trả lời cho tôi. Hỏi như bốn câu này là hỏi cấp độ siêu thế rồi, nó rất dễ rồi, tức là nó đã hỏi sáng rõ, không có hỏi một cách mù mờ.
Cho nên là mình trả lời rất là dễ dựa trên cái tri kiến thanh tịnh mà mình đã có được đó, thì mình giải quyết được rõ rồi xong gửi tôi kiểm tra lại cho bốn câu hỏi này. Từ bốn câu này bắt đầu mới tổng hợp gộp nó lại một cái để trả lời cho cái câu hỏi nhằn của tại trên. Mình tới cái tiếp á là tiếp thực tính pháp sẽ phong cách má đó, cho nên là mình thích giờ gửi về tôi sửa cho cái câu hỏi đó. Rồi buổi sau mình tiếp qua bên cái chương mới. Ai có làm gửi thì tôi sửa ha. Alo, có được không? Nghe được thầy. Ok. Rồi vậy thì thôi mình tạm tạm nghỉ một xíu, để mình qua cái lớp mới cho mọi người chờ đợi mình. Vậy sao có trả lời không á? Thì hên xui thôi, nó tiếp sau hữu duyên về trả lời, tiếp sau học có hữu duyên thì trả lời cũng được thôi. Và cái duyên đó là với nhiều tốt chi phối. Ok, vậy thôi mình tạm thời kết thúc nha. Rồi, cái gì giải lao trong vài phút đang bắt đầu cái lớp mới.